Xin chào quý các anh chị Xin chào các bạn Lâu quá rồi không lao động nặng Hôm nay đào một gốc cây Mệt quá Nghe đồn rằng gốc cây này Khi lấy cái phần rễ của nó Về sắc nước uống hoặc là ngâm tửu Thì cơ thể rất là khỏe Cái này là một trong những cây rất nổi tiếng à, Những người có tiền rất là nhiều Nếu như mà ở những vùng không có thì chắc có lẽ là mua không được. vùng của lâm thì có ít. hôm nay lâm đi đào, đào về để trồng bảo tồn trong gia đình, chia sẻ cho bà con mình. cũng như là lấy các phần rễ của nó, à, tiến hành sắc thuốc uống thử có tác dụng như thế nào. tại sao rất nhiều người muốn tìm cho được loại cây này. rồi bây giờ thì xin mời quý các bác anh chị và các bạn cùng làm đào cây ha. Cái nhỏ thôi bà con Đây, Hình thức Ở trên như thế này Đây, đào gần được rồi Cây này nếu như bà con nào Xem video của Lâm nhiều chắc biết Phần cuối video Lâm sẽ giới thiệu tên của nó ha Lá nó không có lông nha bà con Đây, Lâm quay sát vô cho bà con mình quan sát nè Lá nó không có lông Nhưng mà hình thức lá của nó thì cuốn lá của nó sẽ xây vòng tròn cây như thế này rồi cái phần rễ của nó đó bà con làm thuốc cực kỳ hay đặc biệt là thuốc cho cơ thể khỏe mạnh rất là khỏe mạnh khi dùng cái loại rễ của cây này rồi bây giờ làm tạm thời làm gác máy ha Lâm tiến hành đào cây khi nào làm đào được thì Lâm sẽ tiếp tục quay tiếp cho bà con mình xem cái phần rễ nó ha sau một hồi mệt mỏi thì lâm cũng đã đào được hai cây rồi đây này thì lâm về lâm cắt sơ cái bộ rễ này lại đó lâm sẽ tiến hành lâm trồng cái phần này nè bà con là cây này nó được lên từ một cái cây lớn hơn Đây vậy thì cái phần này lâm về lâm sẽ cắt ra tới đây tại vì ở trên này nó còn rễ nữa nè lâm sẽ bắt đầu trồng từ đây và cái phần rễ này làm sẽ tiến hành làm sao vàng lên ha sao vàng lên rửa sạch ra sắc nhuyễn ra rồi sao vàng lên đó làm bắt đầu làm sắc thuốc lại để làm dùng vậy thì ở đây nếu như bà con mình cũng dùng thì lâm chia sẻ cho bà con mình cách ha đây rễ nó có màu đỏ rất đẹp nếu như bà con mình thu hoạch được các phần rễ của cây này bà con mình uh, rửa sạch sắc mỏng ra phơi khô rồi sao vàng hạ thổ mỗi một ngày bà con mình có thể dùng từ 30 đến 35 gram sắc với một lít rưỡi nước à, nấu sôi kỹ đi bà con nước nó sôi thì chúng ta sẽ nhỏ lửa lại sau đó thì bà con mình sẽ nấu tiếp khoảng 10 đến 15 phút nữa rồi uh, thì uh, đạt được thời gian thì bà con mình tắt bếp chia cái phần nước này ra uống trong ngày còn nếu như bà con mình uh, đem cái phần rễ này bà con mình ngâm tiểu uh, 1 kg khô rễ loại cây này. Thì bà con mình đem sao vàng hạ thổ ha. sau vàng hạ thổ xong thì bà con mình sẽ bỏ vô cái hũ thủy tinh ấy. Bà con mình đổ vào đó khoảng từ 5 đến 6 lít tiểu. Nếu được bà con mình cho thêm khoảng 1 kg, 1 kg sâm cao đen đó bà con. Và 1 kg củ đinh lăng 3 năm tuổi. Như thế thì cái bình tiểu của chúng ta nó sẽ tăng được tác dụng rất là nhiều. Vậy thì bà con mình muốn biết tên cây này không ạ? Rồi, bây giờ Lâm nghĩ chắc rất là nhiều người muốn biết được cái tên của cây này. Đây, hình ảnh của nó đây. Lá non của nó thì có màu đỏ rất đẹp. Cây này là cây mú từng lá nhỏ. Một loài cây mà rất nhiều người đang tìm kiếm. Nhưng mà Lâm nghĩ tìm không ra đâu. Cây này nó chỉ sống đặc hữu ở một số vùng thôi. Lâm thấy thì ở các tỉnh Đông Nam Bộ ạ thì nó hay có rải rác nó thường mọc theo đám rừng chồi vậy bà con rừng lớn thì không có rừng chồi thì có rồi bà con mình quan sát kỹ cái phần rễ nó ha khi đào lên nó thì nó sẽ có màu đỏ bên ngoài như thế này đó nhưng mà khi phơi khô thì nó có màu đen nha bà con rồi đến đây thì bà con mình biết được tên rồi đúng không biết được cách dùng rồi đúng không vậy thì làm xin phép bà con mình làm kết thúc video làm chúc bà con mình tìm được những loại cây tốt như thế này để sử dụng bởi vì chỉ có những dược liệu tốt như thế này thì nó mới đáp ứng được nhu cầu của bà con mình thôi bởi vì trong tất cả chúng ta ai cũng thế luôn luôn mong muốn cơ thể chúng ta thật sự là khỏe mạnh để chúng ta làm việc nè mọi hoạt động sống nó cũng diễn ra được bình thường trưng tru đúng không khi mà chúng ta không khỏe rồi thì thật sự công việc nó rất là nặng nề đối với mọi chúng ta rồi đến đây thì lâm cảm ơn bà con đã dành thời gian theo dõi cái video của lâm nha lâm rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ quý bác anh chị và các bạn à, lâm kính chúc sức khỏe bà con mình lâm mong bà con mình sẽ luôn luôn mạnh khỏe nha thành công và may mắn trong cuộc sống à, đến đây thì lâm xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo